Đấy, chủ đề hôm nay, chủ đề tiếp theo là biết không có suy nghĩ. Biết không với suy nghĩ. Bạn đã bao giờ xem tổ ong một cách kỹ lưỡng chưa? Không quan trọng cho dù bạn là tiến sĩ hay giáo sư, bạn vẫn còn một cái gì đó có thể học hỏi được từ một tổ ong. Kỹ thuật đó thật là một kỳ công tuyệt vời. Đây thực sự là một khu chung cư tốt nhất mà bạn có thể tưởng tượng. Được thiết kế và cấu trúc tinh xảo với khả năng phục hồi đáng kinh ngạc. Không có loại thời tiết nào bạn từng thấy có thể làm tổ ong rơi khỏi cây, có phải không ạ? Ở đây tôi lấy cái minh họa, cái tổ mối đây ạ. Cái tổ mối này, phần nổi ở mặt đất thì nó trông giống hệt một cái biệt thự rất là tuyệt vời ở trên thế giới, đã được các nhà kiến trúc sư tài ba lấy ra so sánh. Nhưng mà thực ra ở bên trong nền đất, có nghĩa là ngầm ở dưới đất của cái tòa mối này, chúng ta ví dụ như là cái này nó chỉ cao khoảng 1 mét thôi, kích cỡ của nó 1 mét thôi, nhưng ngầm dưới này là một cái vùng mà đường kính nó đến 3 đến 5 mét, cả một hệ thống không thể tưởng tượng được. Chúng ta quay lại cái bài này học tiếp ạ. Mặc dù đó là một công trình tuyệt vời, nhưng những con ong không hề có bản kế hoạch, tiết thiết kế kỹ thuật ở trong đầu chúng. Những bản thiết kế kế hoạch này ở trong cơ thể của chúng. Chúng biết chính xác phải làm gì với bản thiết kế trong hệ thống của cả bầy đàn. Kiến thức tâm linh hay hiểu biết về tinh thần luôn được truyền đi như thế, không phải bằng suy nghĩ, không phải bằng lời nói, mà giống như cách những con ong truyền đạt sự hiểu biết về cách xây dựng tổ từ thế hệ này qua thế hệ khác. Một khi sự hiểu biết này được truyền đi hoặc tải xuống thì như đã có rồi. Mọi thứ bạn cần biết đều ở ngay trong bạn, cũng như khi bạn tải một phần mềm nhất định xuống máy tính, bạn không thể hiểu cách thức hoạt động của tất cả các phần mềm. Bạn không phải đọc từng chữ được viết trong phần mềm, bạn nhấn vào một phím và nó tạo ra kết quả, một phím khác, một kết quả khác, đột nhiên và bạn có một kết quả như một hiện tượng. Cần phân biệt giữa kiến thức và hiểu biết. Kiến thức thực chất là tích lũy thông tin, tất cả các thông tin liên quan đến bản chất vật lý của sự tồn tại. Mặt khác, hiểu biết hay là biết là một trí thông minh sống, hay có hay không có, bạn vẫn là vậy. Bạn hoặc ở trong sự minh triết đó hoặc bạn không, đó là sự lựa chọn duy nhất bạn có. Cái tri thức và cái hiểu biết này nó giống như cái câu mà hôm nọ chị Oanh hỏi đây ạ. Tôi biết rất ít về cái tôi không biết về cái tôi biết. Nhưng mà từ cái câu đấy, nếu mà chúng ta triển khai ra được 7-8 kiểu thôi thì chúng ta sẽ dường như hiểu được cái bản chất của nó. Như chúng ta đã biết, có một trí thông minh nội tại trong bạn, một trí tuệ có khả năng biến một mẩu bánh mì sang thành phần cấu trúc con người. Một cỗ máy tính tinh vi nhất bao gồm cả bộ não đã được tạo ra bởi trí thông minh nội tại này. Ngay bây giờ, bạn đang chỉ cố gắng sử dụng một phần giới hạn bộ não và bạn nghĩ đó là trí thông minh. Bạn thấy không, có một cái gì đó bên trong bạn có thể tạo ra toàn bộ não con người với tất cả sự phức tạp và khả năng tuyệt vời của nó. Đó là một thứ gì đó mà nó vận hành theo một cách hoàn toàn khác. Chẳng hạn, tôi không nghĩ bằng đầu mà là nghĩ với mọi tế bào trong cơ thể. Điều này làm cho suy nghĩ của tôi là một quá trình hữu cơ liền mạch và thích hợp. Có một mức độ tích hợp nhất định về nó bởi vì nó liên quan đến tất cả đến tôi. Tôi không có nhiều suy nghĩ trong đầu trừ khi tôi chọn suy nghĩ. Mọi thứ đều ở đúng vị trí trong sự tồn tại này, nhưng luôn có sự so sánh giữa mảnh đời này và mảnh đời khác. Vì nhiều điều được đặt ra ngoài đối với xã hội loài người, nhưng đối với trí thông minh đang làm tất cả cho cuộc sống xảy ra thì không có bối cảnh, không có so sánh, bởi vì không có cái này so với cái khác. Bạn không thể nói liệu điều này có đang đúng vị trí hay không, bởi vì mọi thứ luôn luôn đúng vị trí của nó,
không có cách nào khác cho nó cả. Và việc theo đuổi yoga chỉ là thế này, chuyển từ việc suy nghĩ bằng một nhóm thông tin nhỏ bé sang sự minh triết của một trí tuệ vũ trụ. Thật là một sự lựa chọn bi thảm khi con người đang vận hành, hành động dựa trên lựa chọn sự hữu hạn trong bộ não thay vì sự hiểu biết vô hạn của cả vũ trụ. Đây cái tóm tắt này, mối xây tổ, bản thiết kế, bản kế hoạch không ở trong đầu mà ở trong cả cái cộng đồng tế bào trong cơ thể. Cả hệ thống bầy biết phải làm gì. Đây là cách kiến thức tâm linh di truyền. Không bằng suy nghĩ, không bằng nói, như phần mềm chuyển cơm thành người vậy. Hiểu biết không phải là kiến thức. Kiến thức là tích lũy thông tin. Khi nghĩ, mọi tế bào đều hiểu biết, đều là hiểu biết. Chúng ta sang một cái thí nghiệm với phần này. Thực hành số 19. Đây cái này là một cái hình ảnh của một đàn cá. Một cái đàn cá mà nó bơi thành một cái cơ thể của bầy đàn hình tròn này. Và với một cái mật độ nó dày đặc đến cái mức mà thậm chí nó dường như là chạm vào nhau tất cả. Nhưng nó lại bơi với cả tốc độ bầy đàn, với một cái tốc độ lớn đến cái ngưỡng là những cái con động vật mà nó muốn ăn thịt những con cá nhỏ này. Nó nhìn một cái cơ thể bầy đàn lớn thế này và nó không thể hình dung được. Nó bị rối não, nó không thể bắt được từng con cá ở trong này, chính vì cái cách cái cơ thể bầy đàn này đấy. Và cơ thể chúng ta cũng là một cộng đồng 50.000 tỷ tế bào, ở một mức độ nào đấy tinh vi hơn rất nhiều so với cái bầy cá này. Cái thực hành là thế này ạ. Việc cần làm là loại bỏ khỏi tâm trí của ý tưởng cho rằng suy nghĩ là thông minh. Cái ý thức chúng ta đang nói chuyện đây ạ. Toàn bộ quá trình sáng tạo từ một nguyên tử duy nhất đến một vũ trụ là một biểu hiện tuyệt vời của trí thông minh. Ngay bây giờ trong chính cơ thể bạn có một trí thông minh đang nhói lên, chính là nguồn sáng tạo. Với trí tuệ có được từ kiến thức như được đánh giá cao mà bạn đang sở hữu, bạn có thể hiểu toàn bộ hoạt động của một tế bào trong cơ thể bạn không? Không thể, đúng không? Bước đầu tiên để chuyển từ cái bẫy của trí tuệ nhờ kiến thức hữu hạn sang một trí thông minh lớn hơn là nhận ra rằng mọi khía cạnh của cuộc sống, từ hạt cát đến ngọn núi hay đến đại dương, từ nguyên tử đến vũ trụ là một biểu hiện của một trí thông minh lớn hơn rất nhiều. So với trí tuệ rất nhỏ của bạn, nếu bạn thực hiện một bước nhận thức này, cuộc sống sẽ bắt đầu giao tiếp với bạn theo một cách minh triết và toàn diện nhất. Chúng ta thử tua lại cái thực hành nhé. Hãy bỏ ý tưởng suy nghĩ của mình là thông minh. Nghĩa là cái ý thức chúng ta đang nói, chúng ta đang nghĩ, chúng ta đang suy diễn đây, bỏ cái ý tưởng nó là thông minh đi. Bản ngã không thể hiểu được hoạt động của một tế bào. Cái bản ngã của chúng ta, ego, thậm chí không thể hiểu đến một hạt cát, một tế bào. Quyết định thoát khỏi cái bẫy tri kiến hữu hạn, mở ngoặc để đến với trí tuệ lớn hơn hiển lộ trong vạn pháp, từ hạt hạ nguyên tử đến vũ trụ, đóng ngoặc. Thực hiện cái nhận thức này, cuộc sống sẽ bắt đầu giao tiếp với ta theo một cách minh triết và toàn diện nhất. Đấy. Hàng ngày chúng ta thường xuyên bỏ cái ý tưởng là suy nghĩ của ta, kiến thức của ta là thông minh, vì nó rất hạn chế, nó tuyệt đối hạn chế. Chúng ta đến với cái mục tiếp theo ạ. Cái mục này nó gọi là lòng tin đối với tìm kiếm. Cái này cực kỳ hay và cực kỳ quan trọng đấy ạ. Lòng tin và tìm kiếm. Chuyện xảy ra như thế này. Một ngày nọ, hai người Ireland đang làm trên một đường phố trước một nhà thổ ở London. Họ thấy một người mặc quần áo như là một người của tôn giáo A đi đến. Ông ta quặn cổ lên, gục đầu xuống và lặng lẽ chui vào nhà thổ. Thực ra là nó có tên riêng, như là một ông sư hay là một ông mục sư hay là một ông linh mục vân vân. Nhưng mà tôi muốn bỏ cái này đi, tại vì thực ra bất cứ tôn giáo nào thì cũng có những người rất hạn chế và có những người rất sai lầm.
nhưng khi nói một cái cụ thể này thì nó động chạm, cho nên là đây cũng là một trong những cái cuốn sách chính vì thế phải sửa, phải bỏ đi rất nhiều thì nó có thể mới hợp với văn hóa và cái hoàn cảnh của mỗi quốc gia. Tôi đọc lại ạ. Chuyện xảy ra một ngày nọ, hai người Ireland đang làm việc trên đường phố trước một nhà thổ ở London. Họ thấy một người mặc quần áo như một hội viên của tôn giáo A đi đến. Ông ta cuộn cổ áo lên, gục đầu xuống và lặng lẽ chui vào nhà thổ. Hai người đàn ông nhìn nhau, nhún vai. Hãy xem bạn có thể mong đợi gì từ những cái vị ngài như vậy. Họ tiếp tục làm việc. Một lát sau, lại một người ăn mặc như một hội viên của tôn giáo nhóm B đi qua. Ông ta có một chiếc cổ áo dựng cao như một ống giảm âm quanh cổ, gần như che cả mặt. Rồi ông ta cũng chui vào nhà thổ. Những người đàn ông làm đường vô cùng đau đớn và lắc đầu buồn bã. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cùng tôn giáo đấy. Thời cuộc đang khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. Những người đàn ông tôn giáo đáng kính đang chui vào nhà thổ. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Một lát sau, lại một vị ăn vận như một vị tôn giáo thứ ba ở địa phương. Vừa đi, ông ta vừa nhìn trước nhìn sau. Ông ta siết chặt chiếc áo choàng quanh mình và rồi cũng trượt nốt vào nhà thổ. Một người đàn ông quay sang người kia và nói, chắc chắn một trong những cô gái đã bị bệnh. Khoảnh khắc bạn được định danh một cách mạnh mẽ, bạn đánh mất quan điểm của mình về cuộc sống, ý tưởng tốt và xấu, đúng và sai là tất cả các cấu trúc tinh thần của bạn. Những điều như vậy không có gì để làm với cuộc sống này. Những gì được coi là đạo đức 100 năm trước là không thể chịu đựng được ở thời đại ngày nay. Những gì bạn nghĩ là tốt, con bạn có thể coi thường. Những ý tưởng của bạn, tốt và xấu, chỉ là một định kiến nhất định đối với cuộc sống này. Khoảnh khắc bạn được định danh bởi những ý tưởng đối ngẫu, hạn chế về đạo đức, quan điểm của bạn trở nên hoàn toàn méo mó. Khi đó trí tuệ của bạn sẽ chỉ có thể hoạt động xung quanh những định danh này theo cách mà bạn không bao giờ nhìn thế giới như nó vốn có. Nếu bạn muốn một yếu tố tâm linh đi vào cuộc sống, điều đầu tiên bạn phải làm là bỏ đi những ý tưởng cứng nhắc về đức hạnh và ngược lại, học cách nhìn cuộc sống theo cách của nó. Ấy, cái này nhiều khi như đại ca lắm vị lên đến trung tướng rồi mà nhìn một người đa cấp thì bán đa cấp là cứ tức điên cả lên, khó chịu. Ấy, đại ca, cái này là nhiều khi nhìn thằng em có mối liên quan đến một người làm gọi là một cái đa cấp rất tuyệt vời thôi mà cũng không hài lòng. Một trong những vấn đề lớn nhất trên thế giới hiện nay là ngay từ thuở thơ ấu, một hệ thống đạo đức không linh hoạt đã được áp đặt vào tâm trí con người. Bất cứ điều gì bạn cho là tốt, bạn tự nhiên muốn được xác định gần với nó. Bất cứ điều gì bạn coi là xấu, bạn tự nhiên bài xích nó. Sự hấp dẫn và ác cảm này là cơ sở của tất cả các định danh mạnh mẽ. Bản chất của tâm trí là bất cứ điều gì bạn không thích, bạn sẽ đàn áp nó. Các nhà đạo đức và các nhà thuyết giáo đã củng cố cho các thế hệ con người rằng phải tránh những ý nghĩ xấu xa. Đó là một chiến lược chắc chắn để đạt được điều ngược lại. Hãy xem xét nếu bạn luôn tâm niệm nhận diện những gì, những ý nghĩ xấu, xa theo những khái niệm để tìm cách né tránh nó và chống lại nó, thì có nghĩa là những hình ảnh xấu đang diễn ra, đang ám thị trong đầu bạn toàn thời gian. Cái này quan trọng lắm ạ. Cái này xin mở ngoặc 2-3 phút, có một cái câu chuyện là ông Đức Lạt Lai Lạt Ma thứ 14 khi nói chuyện ở diễn đàn y tế thế giới, ông kể một câu chuyện này. Ở Mỹ có một cái ông giáo sư rất giỏi và chuyên đi nghiên cứu về cái đề tài mà hãm hiếp trẻ em. Thế thì một ông giáo sư khi ông nghiên cứu này, thậm chí cái đề tài này đã đến lúc thành công và có thể được là một trong những cái giải đề cử giải Nobel tại vì nó có giải pháp. Nhưng mà rồi một hôm ông giáo sư ông đến ông nói với ông Đức Lạt Lai Lạt Ma là thưa ngài, tôi rất kính trọng ngài. Tôi rất tin tưởng ngài và tôi muốn tâm sự với ngài về cái hoàn cảnh của tôi. Thì ông đấy trình bày là này. Khi mà tôi nghiên cứu về cái đề tài mà hãm hiếp trẻ em đến một lúc nào đấy, thì tự nhiên mặc dù tuổi tôi đã rất cao rồi, nhưng trong tâm tôi tự nhiên nhìn thấy những đứa trẻ bé. Và tôi có một cái hành vi nó thôi thúc, nó muốn làm những cái việc đấy như những cái gì mà tôi nghiên cứu rất kỹ ở trong cái đề tài của tôi. Về những cái người
tại sao, đã từng làm như thế nào với trẻ em. Đây chính là cái phần mà nó nói là khi chúng ta luôn luôn nghiên cứu, xem xét tâm niệm, nhận diện những ý nghĩ xấu để tìm cách tránh nó, thì có nghĩa là hình ảnh xấu đó đang ám thị trong đầu ta toàn thời gian. Và ông Đức là Lai Lạt Ma, ông nói vị giáo sư là ngài hãy hủy bỏ cái đề tài đấy đi. Nếu cái đề tài đấy được báo cáo, được chấp nhận bởi cả thế giới, thì không chỉ ngài có cái hành vi, có một cái thôi thúc vô thức nguy hiểm đấy, mà tất cả những người đọc, những người mà sâu sắc, mà thấm nhuần, mà tôn trọng cái tác phẩm của ngài đều có thể xảy ra đấy. Và ngay hôm đấy thì về ông giáo sư, ông hủy bỏ toàn bộ cái đề tài của ông. Xin đọc tiếp ạ. Ý tưởng cho rằng mình vượt trội về đạo đức đã là nguồn gốc của quá nhiều hành động vô nhân đạo. Hầu hết những người tin rằng họ có đạo đức đều có cuộc sống khó khăn. Thêm nữa, họ như dành phần lớn cuộc đời để cố gắng tránh những gì họ cho là sai lầm hay tội lỗi. Điều đó thường có nghĩa là họ liên tục phải nghĩ về điều đó. Việc tìm cách tránh một cái gì đó không phải là được tự do khỏi nó. Đạo đức như vậy dựa trên sự loại trừ. Tâm linh, mặt khác, được sinh ra bởi sự bao gồm và hợp nhất. Bản chất nhân tính thiết yếu của con người đang bị chi phối và bóp méo đến nỗi đạo đức được đưa vào thay thế để giữ trật tự và giúp cuộc sống được đàng hoàng. Sở dĩ điều này xảy ra vì nhân loại đang bất lực trong việc giữ cho nhân tính loài người hiện diện. Nếu nhân tính của bạn hoạt động, sẽ không cần cái gọi là đạo đức. Tùy thuộc theo thời gian, địa điểm, tình huống và sự thuận tiện, đạo đức của mỗi người luôn khác nhau. Nhưng bất cứ nơi nào nhân tính hiện diện, dù là hoàn cảnh lịch sử hoặc bất kỳ nền văn hóa nào, nó luôn luôn như vậy. Ở mức độ hời hợt, các giá trị đạo đức của mỗi chúng ta có thể khác nhau. Nhưng nếu bạn biết cách tiếp cận một con người đủ sâu để chạm vào nhân tính, thì con người chúng ta đều giống nhau. Để đạt tiêu chuẩn đạo đức, bạn không cần bất kỳ kết nối hay tham gia với ai cả. Bạn chỉ cần không làm các điều xấu như kiểu phải tốt, nói chuyện phải tử tế. Nếu bạn nói trong sự tức giận thì hậu quả sẽ rất thảm khốc, nghiêm trọng và vân vân. Nhưng nếu bạn muốn xoa dịu nhân tính trong một con người, chỉ cần nhiều sự tham gia hơn, nó có nghĩa là kết nối cho chính mình. Đạo đức là đáng quý và nó có vai trò giúp đảm bảo trật tự xã hội, nhưng nó cũng có khả năng tàn phá nội tâm. Vì không ai có thể sống theo đạo đức được quy định bởi hầu hết các tôn giáo, nên phần lớn nhân loại sống trong tình trạng mặc cảm, tội lỗi, xấu hổ và sợ hãi. Đây là một tồn tại bi thảm đáng tiếc. Nhân tính cũng mang lại trật tự xã hội, nhưng nó không đòi hỏi phải thực thi theo hình thức. Nếu chúng ta lập một danh sách tất cả những điều mà các tôn giáo lớn trên thế giới gọi là tội lỗi, bạn sẽ thấy rằng chỉ còn sống đã là một tội lỗi. Nếu bạn được sinh ra thì đó là một tội lỗi. Nếu bạn hành kinh, đó cũng là một tội lỗi. Nếu bạn giao hợp, đó cũng là một tội lỗi. Quên tất cả những điều lớn lao đã nêu trên. Ngay khi bạn ăn sô-cô-la nhiều, bạn có thể đã phạm lỗi. Vì chính quá trình sống đã như là một tội lỗi, nên bạn sống trong mặc cảm tội lỗi và trạng thái khủng bố mãn tính. Nếu mọi người không bị bao vây bởi nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi, các cơ sở tôn giáo trên thế giới sẽ không bị tắc nghẽn như ngày nay. Nếu bạn vui vẻ tự nhiên, bạn sẽ đi và ngồi trên bãi biển hoặc lắng nghe tiếng thì thầm của những chiếc lá cây, chỉ bởi vì tinh thần các tôn giáo đã thấm nhuần và cho bạn một cảm giác sợ hãi và xấu hổ như vậy. Bạn xấu hổ về chính sinh học của mình. Bây giờ bạn phải đi đến một nơi nào đó được coi là nơi của thần thánh để rửa sạch những tội lỗi đó. Mọi người sẽ luôn có xu hướng tìm cách lật đổ các giá trị đạo đức và luân lý. Nhưng khi bạn vui vẻ một cách tự nhiên, bạn tự nhiên dễ chịu với thế giới xung quanh. Tâm linh không có nghĩa là di chuyển ra khỏi cuộc sống, mà tâm linh là có nghĩa trở nên sống động đến cốt lõi, theo cách đầy đủ nhất có thể. Với tuổi tác, sự nhanh nhẹn về thể chất của bạn có thể giảm đi, nhưng mức độ vui vẻ và sống động thì không như vậy. Nếu mức độ vui vẻ và sống động của bạn đang giảm là do bạn đang tự tử cục bộ. Thật không may, ngày nay, hầu hết các hệ thống niềm tin được truyền lại như những linh đạo. Quá trình tâm linh luôn luôn như là một hành trình thám hiểu. Có một sự khác biệt đáng kể giữa tin tưởng và tìm kiếm.
Tin có nghĩa là bạn đã thừa nhận điều gì đó mà bạn không biết. Tìm kiếm có nghĩa là bạn đã nhận ra rằng bạn không biết. Điều này mang lại một sự linh hoạt rất lớn. Khoảnh khắc bạn tin vào điều gì đó, bạn mang một sự cứng nhắc nhất định vào chính quá trình sống của mình. Sự cứng nhắc này không chỉ là thái độ, nó thấm vào mọi khía cạnh của cuộc sống của bạn và là nguyên nhân của nhiều đau khổ trên thế giới. Xã hội loài người phản ánh kinh nghiệm bên trong tâm của chúng ta, tạo ra những con người linh hoạt và sẵn sàng nhìn mọi thứ theo cách tươi mới, không phán xét. Thay vì bị mắc kẹt trong niềm tin và định kiến, chắc chắn sẽ tạo nên một xã hội khác biệt. Yoga là một phương pháp tuyệt vời cho tôi và hàng triệu người. Đó là một phương pháp hoàn toàn khoa học, bắt nguồn từ không phải đức tin hay tín ngưỡng, mà là từ sự hiểu biết sâu sắc về cơ chế của con người. Nó cũng không đến từ một cảm giác lạc quan ngây thơ. Tiền đề rất đơn giản. Nếu bạn có một hạt giống tốt và nếu bạn tạo ra bầu không khí phù hợp, nó sẽ nảy mầm. Tạo ra bầu không khí phù hợp cho cơ thể và tâm trí là công việc duy nhất bạn không phải làm gì khác. Không có giáo lý về đạo đức, không cần đến các diễn ngôn siêu hình. Nếu nhân tính của bạn được khuấy động, thức tỉnh, bạn đương nhiên là một con người cao đẹp. Tất cả những gì được coi là tiêu cực trên thế giới này thực sự nảy sinh từ giới hạn. Việc áp đặt một bản sắc giới hạn lên chính mình là thứ tạo nên chúng ta, như là tôi so với người khác. Chính sự khác biệt trong không gian phân tách và chia rẽ này mà mọi tội ác và tiêu cực được sinh ra. Vì vậy, phấn đấu không mệt mỏi là đảm bảo chống lại tất cả các xu hướng tiêu cực. Như một cuộc đua, nhân loại cần một cuộc sống tự do thay vì kiểm soát nó. Từ giới hạn đến giải phóng, đây là cách của yoga. Chúng ta còn một trang rưỡi nữa, cây ước nguyện. Cái này rất là hay đấy ạ, cây ước nguyện. Đây là một cái đoạn mà tôi phải đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Tâm trí của bạn có thể ở 5 trạng thái khác nhau. Nó có thể ở một trạng thái thô sơ, gạch ngang thể trơ, có nghĩa là nó hoàn toàn không được kích hoạt. Nếu bạn cung cấp năng lượng cho tâm trí, nó trở nên hoạt động một cách phân tán. Nếu bạn tiếp thêm năng lượng cho nó không còn phân tán nữa mà bắt đầu dao động tổng thể. Nếu bạn tiếp thêm năng lượng cho nó nữa, nó sẽ dao động theo một hướng. Nếu bạn tiếp tục cấp năng lượng cho nó sẽ trở nên có ý thức. Và nếu tâm trí của bạn có ý thức, đó là phép thuật. Đây là một điều kỳ diệu, nó là một cây cầu để dẫn bạn đến bờ bên kia. Bờ bên kia là cái bờ giác ngộ đấy. Tâm trí ở thể trơ không phải là vấn đề. Một con người rất ngây thơ và đơn giản và trí tuệ vẫn chưa phát triển thì không vấn đề gì. Người ấy sẽ ăn ngon và ngủ yên. Chỉ có những người nghĩ quá nhiều thì sẽ ăn không ngon và ngủ không yên. Những người đơn giản thực hiện tất cả các hoạt động của cơ thể tốt hơn nhiều so với những người gọi là tri thức trên thế giới này. Trong họ có một sự bình yên nhất định bởi vì họ cần một chút thông minh để tạo ra sự xáo trộn và hỗn loạn. Một tâm trí ở thể trơ gần với bản chất động vật hơn con người. Khoảnh khắc bạn được tiếp thêm năng lượng, tâm trí trở nên hoạt động nhưng nó thường bị phân tán. Khi một số người bắt đầu thực hành tâm linh, họ có thể trải nghiệm một mức độ sôi động mới mà họ có thể không thể xử lý. Trừ khi họ có năng lực tâm linh thiên bẩm, họ có thể giải thích sự sôi nổi tinh thần này là sự xáo trộn tạm thời do hệ thống tâm trí được cung cấp một mức năng lượng mới cao hơn. Hầu hết con người có chung một xu hướng, sợ mọi thứ mới mẻ như một hoang tưởng. Nhưng trong thực tế, tất cả những gì họ đang làm là chuyển từ độ chơi ì sang mức độ đáp ứng cao hơn. Khi bắt đầu thực hành tâm linh, những người có tâm trí rất miên man trở nên điềm đạm hơn. Tâm trí của họ bắt đầu dao động, theo thời gian nó di chuyển theo cách khác nhau. Hôm nay thế này, ngày mai thế khác. Tuy nhiên, đây là một cải thiện lớn hơn rất nhiều so với việc mỗi khoảnh khắc tâm trí bị phân tán hàng chục hướng khác nhau. Tâm trí dao động sẽ dần dần trở nên tập trung nếu được tiếp thêm năng lượng. Theo cách nói trong yoga, tâm trí trở nên có định hướng. Điều đó là tốt hơn nhiều so với trạng thái trước đây. Nhưng trạng thái cao nhất là khi tâm trí trở nên tỉnh táo, không giống máy móc và dụng cụ như máy tính, xe hơi hay tàu vũ trụ. Khi vận hành có ý thức thì tâm trí con người là một phép lạ,
kỳ diệu nhất, mầu nhiệm nhất. Lý do tại sao thành công đến với một người theo cách dễ dàng và tự nhiên nhưng lại là một cuộc vật lộn với người khác. Về cơ bản là người thành công là người đã tổ chức tâm trí của mình để nghĩ theo cách anh ta muốn, và người thất bại thì nghĩ theo cách chống lại lợi ích của chính mình. Khi được thiết lập tốt, tâm trí của con người được gọi là Kapan Vrisha hay là cây ước muốn. Cây ước muốn sẽ ban cho bạn bất kỳ lợi ích nào với tâm trí như vậy. Bất cứ điều gì bạn yêu cầu sẽ trở thành hiện thực. Tất cả những gì bạn cần làm là phát triển tâm trí đến một điểm mà nó trở thành một cây ước nguyện thay vì một nguồn miên man điên rồ. Một tâm trí có thể hiển lộ bất cứ điều gì mà nó chọn được mô tả trong yoga khi bạn đang ở trạng thái Samyoti, một kỹ năng phát sinh từ sự bình tĩnh và điềm đạm. Một khi suy nghĩ của bạn được sắp xếp, thì tiếp theo là cảm xúc, cơ thể và năng lượng của bạn dần dần cũng được tổ chức theo cùng một hướng. Tuy nhiên, cách để làm được điều này có thể khác nhau, tùy thuộc vào những gì bạn đã sẵn sàng. Thực tế, trong thời đại này, hầu hết mọi người không sẵn sàng trừ khi họ lần đầu tiên bị thuyết phục về mặt trí tuệ, để rồi cuối cùng, một khi suy nghĩ, cảm xúc, cơ thể, năng lượng của bạn được vận hành theo cùng một hướng, thì khả năng làm biểu hiện ra những gì bạn muốn là không thể tin được. Ngày nay, khoa học hiện đại đang chứng minh rằng toàn bộ sự tồn tại này chỉ là một sự vang vọng của năng lượng, một sự rung động vô tận của năng lượng. Mỗi suy nghĩ cũng là một sự vang vọng. Nếu bạn tạo ra một ý nghĩ mạnh mẽ và hiển lộ nó ra, nó sẽ luôn tự thể hiện. Để điều kỳ diệu này xảy ra, điều quan trọng nhất là bạn không cản trở và làm suy yếu suy nghĩ của bạn bằng các suy nghĩ tiêu cực và kiểu suy nghĩ tự đánh bại mình. Nói chung, mọi người thường sử dụng đức tin như một phương tiện để xua đuổi những suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên, một khi bạn trở thành một người biết suy nghĩ, thì sự nghi ngờ luôn xuất hiện. Nếu Chúa xuất hiện ngay tại đây vào lúc này, thì cách mà tâm trí của bạn vận hành là 2. Bạn sẽ không quy phục ngay đâu, thay vào đó, bạn sẽ muốn tiến hành một cuộc điều tra để tìm hiểu xem đây có phải là hàng thật hay là hàng giả. Có một thực tế thay thế cho đức tin, đó là sự cam kết. Nếu bạn chỉ đơn giản cam kết tạo ra những gì bạn thực sự quan tâm, thì một lần nữa suy nghĩ của bạn được sắp xếp theo cách không có rào cản. Suy nghĩ của bạn chạy tự do về những gì bạn muốn. Và một khi điều này xảy ra, mong muốn của bạn sẽ biểu hiện thành kết quả một cách tự nhiên. Làm sao để tạo ra những gì bạn thực sự mong muốn? Điều quan trọng trước tiên là điều mong muốn phải có được thể hiện tốt nhất trong tâm trí của bạn. Đó có phải là những gì bạn thực sự muốn? Hãy suy nghĩ kỹ điều này nhé. Trong đời ta đã có bao nhiêu lần những gì bạn thực sự muốn? Bạn nghĩ rằng nó đây rồi, và khi có được điều đó, bạn nhận ra rằng đây không phải là tất cả. Thậm chí không có nhiều giá trị với bạn. Vì vậy, trước tiên hãy khám phá và làm rõ những gì bạn thực sự mong muốn. Một khi điều bạn mong muốn đã được rõ ràng trong tâm trí và bạn phải cam kết tạo ra nó, điều tiếp theo là bạn tạo ra một quá trình, một dòng chảy suy nghĩ liên tục theo hướng đó. Khi bạn duy trì một luồng suy nghĩ rõ ràng mà không thay đổi hướng, những mong muốn của bạn sẽ biểu hiện như một thực tế trong cuộc sống. Có những quá trình yoga giúp bạn có thể chạm vào một chiều thông minh khác. Chiều thông minh không được ghi bằng trí nhớ, nó gọi là chitta, mà chúng ta đã đề cập trước đó. Nhận ra sức mạnh của chitta được gọi là sati. Đây là một quá trình đơn giản và mạnh mẽ mà qua đó bạn có thể truy cập vào chính nguồn sáng tạo bên trong bạn. Chúng ta hôm nay sẽ dừng ở đây ạ. Và mọi người có để ý các cái slide không ạ? Chúng ta đã đi được cái rất là nhiều cái phần slide rồi. Cái slide này các cái slide này là chúng ta đã đi được khoảng 2/3 rồi đấy ạ. Thế và xin phép là tắt cái slide lại để và tạm dừng để chúng ta giao lưu với nhau thôi ạ.